Đây anh hùng đẹp trai đa tài phong độ, ca lăng, xitin, X-Man, đến từ Philadelphia. Anh buôn 2.000 tấn heroin sang Việt Nam. Và anh đã tẩu được 2.000 tỷ đô la Mỹ về Úc tại ngân hàng Thụy Sĩ. Anh rất là giàu có. Bạn gái nào muốn xin số của anh thì cứ gọi đến alo đến anh 0163677 4856. Vâng, rất đẹp, rất phong độ, rất điển luôn đấy. Được chưa? Rồi nha. Rồi. Đây là ông. Đây là bố của ông Thái Âm Trần Kinh đó. Bố của ông Cường Nguyễn Thái Âm Trần Kinh. Đấy. Bố của Cường Nguyễn chứ. Đây là mẹ của Cường Nguyễn. Nào, à, không cần cười. Bóng cười. Cường Nguyễn, mẹ của Thái Âm Trần Kinh. Đẻ ra Thái Âm Trần Kinh. Rồi, cháu chạy rồi đấy. Quay lại. Nào, mày quay tiếp tục. Rồi, Hùng đẹp trai. Anh quay nhảy xuống. Anh quay nhảy xuống. Nào, quay ông Giảng. Mày xem ở đấy, quay ông Giảng đi. Đây là ông Giảng. Chú của Thái Âm Trần Kinh, Cường Nguyễn. Đấy. Stop. Nào, quay anh đi. À, xin chào đón võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Nói câu nói trước quý vị và các bạn, rất chi là đẹp trai và đa tài, và theo như tin đồn anh ấy mang giới tính nam, yêu thích phè nữ. Anh đi cây Cường Nguyễn là gần đi gần nó. Wow, Cường Nguyễn lại có hứng biểu diễn bài quyền của anh nhanh như chảo chớp, với màn biểu diễn bốc lửa của anh. Wow. Thôi nhá. Oáng. Rồi.